Xây dựng một cái form để chúng ta thực hiện upload file này đi. Bây giờ này sẽ truy cập vào cái trang đó, đúng không? Upload.php. Thì ở đây chúng ta có một cái form như này. Cái form này nó cho phép các bạn chọn được một cái file bất kỳ từ local mà ở máy tính các bạn lên, đúng không? Ví dụ chọn các cái file ảnh, không có một cái ảnh nào. Rồi, chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ tải một cái ảnh, đúng không? Tuy nhiên các bạn sẽ nốt vào để mà upload được cái file đấy. Thì trong cái input của bạn chắc chắn nó sẽ phải có cái tip bằng file là một này. Và sẽ bây giờ khi mà chúng ta có cái tip bằng file rồi, các bạn sẽ thử đây. If isset, nó vẫn có dollar post chứ, đúng không? Có dollar post không? Dollar post của cái gì nhỉ? Đặt tên cho thằng này luôn là gì nhỉ? Name là khi mà file đi chẳng hạn, name bằng file luôn. Đây, và đấy sẽ và ram ra. Đầu tiên thì chưa có, khi mà chúng ta kích này. Đó, và nó ra một cái string là giống. Bây giờ ví dụ chúng ta up thử một cái file không có một file Excel hay cái gì đấy lên nhỉ. Up thử cái file này lên. Submit. Các bạn nhìn thấy không? Nó chính là cái tên của thằng này. Đúng không ạ? Tuy nhiên, như thế này thì chúng ta sẽ không, chúng ta chỉ lấy được mỗi cái tên file thôi. Đó, lấy được tên file thôi. Mà các bạn nhìn thấy này, cái ảnh của chúng ta muốn hiển thị được ấy thì nó phải có cả một cái gì nhỉ? Có cái gì? Cứ mỗi cái tên nó mà hiển thị được không? Đúng rồi, mà bản chất của nó phải là có một cái file ảnh cơ. Đó, ví dụ như đọc được cái file PHP nó phải có đuôi là .php chứ chẳng có nghĩa có cái tên upload làm sao đọc được, đúng không? Vậy thì cái ảnh cũng thế. Cái ảnh của bạn muốn hiển thị ra thì nó cũng phải có một cái file ảnh, đúng không? Và thằng HTML này nó cung cấp cho các bạn một cái thẻ để chúng ta hiển thị ảnh. Đó chính là thẻ gì nhỉ? IMG chẳng hạn như thế. Và cái ảnh IMG này chúng ta nó có thuộc tính src và đây chính là cái đường dẫn ảnh, các bạn còn nhớ phần này không? Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thực hiện upload ảnh thì chúng ta sẽ phải làm sao đó lưu được một cái đường dẫn ảnh này lên server chứ không phải lưu ở máy tính cá nhân của bạn nữa. Ví dụ chúng ta có ảnh đẹp. Đây, chúng ta sẽ tải cái ảnh này về. Rồi, đó, ví dụ ở cái ảnh hình ảnh này của thầy này, nó đang ở cái desktop chúng ta này thì nó mới hiển thị ra đây, đúng không? Đó, vậy ví dụ như cái desktop đấy chúng ta sẽ muốn hiển thị ra đây thì sao nhỉ? Chúng ta cũng phải gì nhỉ? Đúng rồi, đường dẫn đến đó thì nó mới hiển thị ra được. Ví dụ ở đây chúng ta có cái đâu rồi, hình ảnh này. Đó, chúng ta sẽ truy cập vào cái đường dẫn này này. Cái tên của nó là gì nhỉ? Path của nó đâu? Ừ, đây đúng không? Hình ảnh sheet trừ cái gì đấy đây đúng không? Rồi, ok. Chúng ta phải truyền cái đường dẫn của nó vào đây này. Đó, là ổ cốp này, sau đó chúng ta sẽ đi vào cái gì nhỉ? Hình ảnh này, đúng không? Thì cái thằng này nó đang ở trên cái máy tính của bạn local. Bây giờ chúng ta sẽ phải di chuyển nó vào lên server. Đấy chính là lên cái thư mục htdoc của thằng Sam. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ phải di chuyển như vậy. Đó, còn cái tên ảnh chúng ta để lấy điểm gì? Cái tên file ấy chúng ta lấy để chúng ta lưu vào trong database này. Được chưa? Cái block ví dụ có cái có email chúng ta sẽ lưu cái tên ảnh vào đây. Dạ. Và bây giờ nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ phải upload được từ cái file từ local lên đây đã, đúng không? Vậy ấy, làm sao chúng ta có được thì chúng ta sẽ sử dụng cái $sheet trừ file các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng $sheet trừ file. Và bây giờ chúng ta sẽ xóa nó này đi và thầy sẽ in ra cái $sheet trừ file xem nhá. Vadam $sheet trừ file có s để chưa? Nó cũng là một cái biến giống như $sheet trừ post và $sheet trừ get. Đâu nhỉ? Đây. Lúc đầu nó không có gì khi mà kích vào đây.
kích vào cái hình ảnh đó. Lúc này nó cũng chưa có gì. Đúng không? Các bạn thì vẫn mà array giá trị bằng 0. Đó. Để mà một cái form có thể upload được một cái file đi thì các bạn sẽ phải nhớ cái thuộc tính này, đấy chính là NC type multipath form data, phải có thuộc tính này. Được chưa? Thuộc tính này của form nó mới cho các bạn quyền để chúng ta có cái đồ làm file. Được chưa? Đây. Đó. Khi mà thầy bỏ cái thuộc tính NC type multipath form data này vào thì lúc này các bạn chọn cái file và chúng ta gửi thì cái array nó sẽ thay đổi khác đi. Submit. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó ra một loạt cái như thế này. Và cái này thì nó sẽ có đây là sẽ là chính là cái gì ạ? Một cái mảng và có cái key là file. Key là file này chính là cái input mà chúng ta đặt cái name này này. Được chưa? Ví dụ thầy sẽ chọn thêm một cái phần nữa. Thêm một input nữa. Bởi vì không chỉ up một thôi, ví dụ chúng ta muốn up thêm nhiều ảnh thì sao, đúng không ạ? Đặt cái tên của thằng này là IMAGE. Đó, để thầy sẽ thực hiện lại nhá. Chọn ảnh này. Chọn cùng một cái file gì đấy đi. Nào load này. Đó, submit này. Đó các bạn nhìn thấy không? Thì lúc này chúng ta có thứ nhất cái mảng có chiều dài là 2, mảng hai chiều dài là 2. Thứ nhất cái mảng file chính là cái tên này của chúng ta này. Được chưa? Và nó có các cái thông tin name là cái tên file, tip là cái kiểu file, email và JPEG. TMB sheet name chính là cái nơi đường dẫn tạm của nó đang nằm trên SAM TMB PP gì gì đấy chấm TMB. Arrows bằng 0, kích thước bằng 8, đây là kích thước của nó này. Đúng không? Chứ các bạn sẽ đổi ra cái gì ạ? Là M, đúng không? Tiếp tục chúng ta có một cái mảng nữa, đấy chính là mảng email. Ở trong cái form này chúng ta có hai input, đúng không? Một cái name file, một cái name. Thì ở đây chúng ta có thêm một cái email ở đây nữa và cái tên của cái file thứ hai thầy up đấy chính là capture.ra và kiểu của nó là gì ạ? Một cái gì nhỉ? Một cái kiểu gì đấy? Cái này thì chúng ta không up cái file ra bao giờ, đúng không? Mà muốn lên được trình duyệt web mà muốn chạy được mà giải lén được ra cái ra đấy thì chúng ta thường sẽ phải up cái dưới dạng là zip các bạn, ra là sẽ không làm việc trên web được. Tiếp tục chúng ta có cái TMB name cũng thế, đường dẫn tạm, nó chỉ khác nhau ở cái đoạn này thôi. Đó. Rồi đây là kích thước của nó, được chưa? Đó, vậy thì cái chú ý khi mà up file thì chúng ta phải nhớ phải có được cái NC type multipath form data và các bạn sẽ đặt cái tên của một input có type bằng file vào là được, đúng không? Thôi ở đây chúng ta thực hiện một cái thôi, sẽ xóa này đi và bắt đầu chạy lại như này. Rồi, ok. Vậy thì từng bước mà chúng ta sẽ upload thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ phải kiểm tra xem có cái dollar sheet trừ file đấy không. If says đó, dollar sheet trừ file. Các bạn nhìn này, dollar sheet trừ file thì có thể là của nhiều cái, đúng không? Nếu mà dollar sheet trừ file này nó sẽ kiểm tra trong cái form này có bao nhiêu input tiếp bằng file, nó sẽ submit hết lên và nó sẽ hiển thị ra dưới dạng là bảng. Bây giờ chúng ta làm một cái thôi để chúng ta biết thừa được, nếu mà có chọn vào input mà có name bằng file thì mới có được cái dollar sheet trừ file của cái gì ạ? Của file. Đúng không? Chúng ta mới kiểm tra luôn như này. Được chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ đặt cái tên. Chúng ta sẽ lấy đề về cái tên của nó bằng cách các bạn sẽ thử hiện echo ra dollar file sheet trừ file của thằng file luôn, đúng không? File. Và các bạn sẽ muốn lấy ra name của nó thì chúng ta nhìn thấy array vào đấy nó có chính là cái gì ạ? Name luôn các bạn. Chúng ta thử hiện như này, chúng ta sẽ lấy được về cái name. Kích vào cái hình ảnh. Đó, chúng ta sẽ lấy được cái tên của cái file mà upload lên, được chưa? Đây là lấy được name rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ phải di chuyển từ desktop vào trong cái thư mục PH1911 của bạn. Ý các bạn sẽ phải tạo ra một cái thư mục để chúng ta chứa ảnh new folder khi mà upload đi. Upload của S. Đó.
Để mà di chuyển thì trong PHP nó có cái hàm movie uploaded file. Trong cái hàm này sẽ truyền vào hai tham số. Tham số thứ nhất chính là cái gì ạ? Tham số thứ nhất chính là cái, không phải, chính là cái đường dẫn tạm vừa rồi ấy, nó sẽ di chuyển từ cái nơi mà SAM gì ấy, TMB gì gì đấy vào trong cái PH1911 này. Vậy thì chúng ta sẽ phải có như sau. $sys-file. Các bạn sẽ truy cập tiếp vào cái đường dẫn tạm ấy, nó có key là TMB sys-name. Đây, chính là thế này. Tiếp theo cái tham số thứ hai mới chính là cái nơi mà chứa các cái ảnh mà bạn muốn di chuyển lên. Đấy chính là thư mục gì ạ? Upload đây này, được chưa ạ? Đó. Tiếp theo để lưu được cái tên của nó, tên file đúng thì bạn sẽ chấm thêm, nối thêm chuỗi, đấy chính là cái đô la gì kìa? Sys-file. Đó. File và name. Đó, hơi dài một chút, tí chúng ta sẽ gọt cho nó ngắn đi, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử hình ảnh submit. Đó, bây giờ chúng ta xem nào. Đó, và trong upload chúng ta đã có cái file hình ảnh, nó nằm ở trong cái thư mục là PH1911 của các bạn, chứ nó sẽ di chuyển từ desktop vào trong upload của PH1911, đúng không? Đó. Thì đấy là phần upload file. Vậy để cho nó gọn hơn một chút nữa, chúng ta sẽ thiết gọt như sau này. Bạn sẽ khai báo ra một cái biến $file bằng $sys trừ cái này của file này. Đây, hiểu chưa? Rồi, sau đó, lúc này các bạn muốn lấy ra cái name của nó, chỉ cần $file, nên chúng ta đặt một cái $file name này bằng $sys trừ $ lúc này sẽ là gì ạ? $file và truy cập vào name, đúng không ạ? Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ ngắn đi hơn rất là nhiều. Lúc này muốn truy cập vào TMB sys trừ name, cái này chính là cái biến gì nhỉ? Đúng rồi, $file. Rồi, cái phần này chính là $file name này, đó, ngắn gọn. Đó, thấy chưa? Ok, như này thì chúng ta upload và vẫn chạy như bình thường. Đây đi. Từ bức ảnh thứ hai thì chúng ta chọn này. Submit. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có hai hình ảnh 2 và hình ảnh 1. Đấy là cái phần upload. Bạn có thể thử luôn cái phần upload.